gần đây đó, nói tới Ethereum thì các bạn thấy được là có cái sự tăng trưởng về cái số lượng đồng Ether lock lại trong hệ thống Ether 2.0 Các bạn thấy được là thời gian từ năm 2021 tới bây giờ đây thì vẫn tiếp tục và tiếp tục có cái sự tăng trưởng về cái số lượng Ethereum lóc lại trong ETH 0 Nhưng mà như thường đã chia sẻ khi mà các bạn tham gia vào staking ETH 2.0 mình thì không rút ra được cho đến khi nào mà ETH 2.0 thành công Nhưng mà gần đây đó trong vòng là mấy ngày qua thì lại có cái sự tăng trưởng về cái số lượng đồng tham gia vào staking Có thể là mọi người đã thấy được là có thể trong năm nay đó sẽ có ETH 2.0 cho nên nguy hiểm nó đã bớt đi Nhưng mà bây giờ đã muốn tham gia vào stake hơn và cho đến thời điểm bây giờ các bạn thấy được là 8.75% của tất cả đồng Ethereum đã tham gia vào staking rồi nhiều bạn thấy nói là con số này không có cao nhưng mà các bạn thấy được là dựa theo staking reward đó, họ xếp hạng nhưng mạng lưới Proof Stake mà đáng giá bây giờ đó thì các bạn thấy được là Ethereum 2.0 là đứng hạng thứ ba chỉ sau Solana và Teluna Luna thôi mặc dù chỉ có khoảng chừng 8% Ether lock lại trong khi chúng ta so với lại Cardano tới 71% hay là TeLuna 40% hay là Solana 75% cái số lượng lock lại của Ethereum nó rất là thấp chỉ có 8% mà thôi nhưng mà các bạn nên nhớ là cái số lượng phần trăm tuy là thấp nhưng mà nó đại diện cho một cái lòng tin rất là lớn tại vì các bạn tham gia vào staking thì không những là không rút về được mà các bạn cũng không thể rút ra cái phần tiền lợi được cho đến khi nào mà có Ether 2.0 nếu như mà Ether 2.0 trì hoãn thì các bạn sẽ tiếp tục phải chờ đợi nếu như mà Ethereum 2.0 mà không có sau này đó thì coi như số tiền đó các bạn cũng sẽ bị mất đi bản thân các bạn cũng đã biết là cũng tham gia vào stake Ether 2 .0 để à, cho các bạn thấy được là lòng tin của thượng về IT2.0 sẽ có mặt là như thế nào. Nói tới à, Cardano đó, thì các bạn thấy là cái à, thông tin về Cardano gần đây thì cũng khá là nhiều, thường đã chia sẻ hệ sinh thái của Cardano phát triển như thế nào, có bao nhiêu à, những cái dự án phi tập trung cho mạng lưới của Cardano và cập nhật kế tiếp. Còn Cardano hôm nay này cũng có một cái thông tin thì đây là thông tin đến từ à, IOSK nói là chúng ta đã chứng kiến 4 triệu 4 triệu NFT đã được tạo ra trên mạng lưới của Cardano Tuy là bây giờ mà là một mạng lưới mà sinh thái DeFi cũng rất là nhỏ nhưng mà càng ngày càng lớn mạnh hơn Và các bạn thấy được là có dấu hiệu on-chain là Cardano đang được tích lũy bởi một số cá voi Cái số lượng Cardano đó mà được lưu trữ bởi những cái ví mà có từ 10 cho đến 100 và từ 100.000 cho đến 1 triệu Cardano đã tăng lên từ 12% cho cái số lượng 10 tới 100 và 11% cho cái số lượng từ 100.000 cho đến 1 triệu Cardano trong vòng 30 ngày qua đã có cái sự tăng trưởng có nghĩa là chúng ta thấy được là có nhiều người mới cho nên họ lưu trữ từ 10 tới 100 Cardano cũng đã tăng lên 12% Những địa chỉ ví mà lưu trữ cái số lượng lớn 100.000 cho đến 1 triệu cũng tăng lên có nghĩa là dấu hiệu không chỉ riêng là những người mới à bắt đầu lưu trữ Cardano mà chúng ta cũng thấy những cá voi lớn lưu trữ Cardano thì những thông tin này đã thường muốn ngưng một chút để mà chia sẻ với các bạn là những thông tin này khi mình chia sẻ như mà nào mà theo dõi kênh ít nhất là 6 tháng trở lên sẽ từ từ thấy những thông tin này nghe quen quá chỉ là cái tên đồng khác nhau mà thôi những thông tin này đây về cái hệ sinh thái tăng trưởng về cái số lượng ví được lưu trữ tăng lên à, dấu hiệu cá vôi gom hàng chúng ta có những thông tin tốt đến từ những cái dự án đến từ những cái công ty kết hợp với những cái dự án đó các bạn nghe thấy rất là quen chỉ là cái tên đồng khác nhau mà thôi điều này cho các bạn thấy được là thị trường này đó nếu như các bạn à, tham gia ít nhất là 6 tháng sẽ thấy được là nó đi theo rất là nhiều những cái chu kỳ có nghĩa là chúng ta đến chu kỳ của đồng Luna thì các bạn thì được là rất nhiều những cái thông tin liên quan tới the Luna à, chúng ta thấy được là lúc đó giá cả của the Luna lại tăng trưởng các bạn thì được chúng ta chuyển qua đi trước đó thì có Polkadot cũng tương tự rất nhiều thông tin liên quan tới Polkadot lúc mà dự án đó tăng trưởng Avalanche cũng vậy các bạn thấy được là Phantom mới đây cũng như vậy Solana cũng vậy năm vừa rồi khi mà ai ai cũng muốn nói tới uh, Solana nhưng mà trước đó nữa là Cardano năm vừa rồi cũng rất nhiều người nói tới Cardano khi mà giá cả tăng lên trước đó nữa là Ethereum khi mà giá cả Ethereum tăng lên tới 4.000 đô các bạn thấy đó là thị trường này nó cứ đi theo đồng này rồi tới đồng kế tiếp rồi tới đồng kế tiếp cho nên cái mà các bạn Cần phải suy nghĩ đến là khi mà các bạn nghe một đồng nào đang nổi bây giờ Giống như là bây giờ đó các bạn nghe nói tới đồng the Luna đang nổi Thì các bạn lại muốn bán đồng Cardano của mình, các bạn muốn bán đồng Solana của mình Các bạn muốn bán uh, đồng Polkadot của mình để mà chạy theo cái đồng mà đang uh, nổi tiếng bây giờ Để cho các bạn uh, có thể hưởng được một phần lợi nhuận nhưng mà có thể các bạn đã quá trễ rồi cái mà các bạn thấy đây đó là những người nào mà thật sự có thể kiếm được lợi nhuận lớn trong thị trường này đó là các bạn cần phải có lòng tin miễn là các bạn có lòng tin một dự án các bạn tiếp tục chung mình giá tiếp tục lưu trữ thì dự án đó cũng sẽ tới phiên được cái sự tăng trưởng như là các bạn thấy được những người nào mà tích lũy Cardano khi mà giá đi xuống trong thời gian gần đây đó nhất là khi mà giá dưới một đô la thì các bạn thấy được bây giờ Cardano cũng đã nhích lên những người nào mà lưu trữ Solana Bây giờ đó thì sau này nếu như mà các bạn thật sự tin tưởng là Solana là có tương lai thì cũng sẽ đến lúc Solar là tăng trưởng Còn các bạn thấy được Ethereum cũng vậy Thôi nó lưu trữ Ethereum bao nhiêu năm qua rồi thật sự Ethereum đó các bạn thấy được là có rất là nhiều thời gian không ai quan tâm đến đó là những cái thời gian tốt để các bạn tích lũy Do bây giờ tự nhiên mọi người lại quan tâm đến giá cả tăng lên thì các bạn có thể là chốt lời và các bạn đã có một thời gian dài để mà tích lũy rồi nếu như các bạn không có lòng tin mà các bạn cứ đi từ mạng lưới này qua mạng lưới kia Mạng lưới nào mà đang nổi bây giờ đó các bạn lại phô mô vào bán đồng cũ mua đồng mới trong khi đồng mới đã tăng rồi đó thì các bạn sẽ không có lợi nhuận như mong muốn đâu lợi nhuận là đến từ các bạn lưu trữ dài hạn và phải có lòng tin thường thì đương nhiên không có nói riêng về một đồng nào thường chỉ muốn chia sẻ kinh nghiệm với các bạn mà thôi nói tới Solana đó thì các bạn thấy được là cái công ty đứng sau lưng game PUBG thì họ nói là họ sẽ tạo ra một cái game mới nữa nhưng mà cái game này đó sẽ được gây dựng ở trên mạng lưới của Solana PUBG là một game rất là nổi tiếng nhiều bạn cũng đã chơi trên mobile rồi thì cái công ty nó sẽ tạo thêm một game trên mạng lưới của Solana đó là thông tin về Solana tôi muốn chia sẻ với các bạn và đây tất cả những thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay thì ngày mai đó thuận sẽ bận một số công việc cho nên thuận sẽ cố gắng chia sẻ một số những thông tin thông qua những mạng xã hội nhưng mà ngày mai sẽ không có video thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video ngày kế tiếp